Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội tiếp một số tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc đang có dự án đầu tư và mong muốn mở rộng quy mô sản xuất tại Việt Nam. Xuất khẩu nông sản bứt phá về đích sớm dù năm 2021 là năm với những thách thức chưa từng có do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Đảm bảo quyền con người là điểm nhấn trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của Việt Nam. Và sau đây là nội dung chi tiết. Trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc sáng ngày hôm nay 13 tháng 12, tiếp một số tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc đang có dự án đầu tư và mong muốn mở rộng quy mô sản xuất tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã khẳng định Việt Nam cam kết sẽ cùng đồng hành với các tập đoàn để triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả, thành công và bền vững. Tại cuộc tiếp tập đoàn Samsung, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc tập đoàn này đang triển khai xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội mong muốn tập đoàn nghiên cứu tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chất bán dẫn nhằm khép kín dây chuyền công nghệ cao tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam đang chuyển sang chính sách thích ứng an toàn với COVID-19 và sẽ sớm mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế ở những nơi có hệ số an toàn cao, trong đó có Seoul, kể từ đầu tháng sau. Việc này sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động đầu tư thương mại song phương. Tiếp tập đoàn SK, Chủ tịch Quốc hội mong muốn tập đoàn hợp tác trong chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc điều trị bệnh nhân COVID-19. Đề nghị tập đoàn nghiên cứu và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng và thực hiện lộ trình giảm thải khí carbon. Tiếp tập đoàn Lotte, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh những nỗ lực phát triển hoạt động kinh doanh trong thời gian qua, cho biết Việt Nam đã và đang nỗ lực tháo gỡ về các thủ tục liên quan để hai dự án của tập đoàn tại Thủ Thiêm và Lotte Mall được triển khai nhanh chóng và thuận lợi. Chiều ngày hôm qua 12 tháng 12, Hội nghị Ngoại trưởng các nước trong nhóm G7 diễn ra tại Anh đã mời Ngoại trưởng một số nước ASEAN tới tham dự phiên họp cuối trước khi bế mạc. Các Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, đã tham dự trực tuyến. Hội nghị này nhằm tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn về công nghệ, kinh tế và an ninh giữa nhóm G7 với khối 10 quốc gia ASEAN. Phóng viên Lê Hồng Quang từ châu Âu thông tin chi tiết. Các bộ trưởng ngoại giao Brunei và Philippines có mặt tại hội nghị và ngoại trưởng các nước ASEAN khác họp qua mạng đã cùng các đồng cấp trong nhóm G7 thảo luận về phát triển kinh tế sau đại dịch, về cách thức phân phối công bằng vaccine. Cuộc khủng hoảng ở Myanmar cũng đã được thảo luận trong cuộc họp. G7 và ASEAN thảo luận cách thức phối hợp nhằm đảm bảo dữ liệu luân chuyển tự do, đồng thời ngăn chặn các hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ và tội phạm trên mạng. Các nước G7 khuyến khích các đối tác Đông Nam Á tham gia nhiều hơn vào việc định hình các tiêu chuẩn toàn cầu về công nghệ tiên tiến. Vương quốc Anh là nước chủ nhà hội nghị đã trình bày rõ ý định tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng và công nghệ tại các nước châu Á, mở rộng kết nối với các quốc gia xung quanh Thái Bình Dương. Nước Anh trước đó đã cam kết hỗ trợ 110 triệu bảng Anh cho các dự án cơ sở hạ tầng bền vững ở ASEAN, cộng thêm với 274 triệu bảng Anh nữa nhằm giúp các nước châu Á tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu. Chuyển sang một số thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch. Ngày hôm qua, thành phố Hà Nội ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất từ khi có dịch với 980 ca so với ngày trước đó, đã tăng thêm tới hơn 430 ca và chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày hôm nay, học sinh lớp 9 và lớp 12 ở vùng dịch cấp độ 3 tại Hà Nội tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày hôm nay. Nội dung trong văn bản Sở Giáo dục Đào tạo thành phố gửi các địa phương hôm qua. Theo đánh giá mới nhất của Hà Nội về cấp độ dịch thì quận Đống Đa đang ở cấp độ dịch 3. Ngoài ra còn có 13 xã phường cũng thuộc cấp độ 3. Trước đó, trên tinh thần thích ứng linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn, Hà Nội đã từng bước mở cửa trường học theo 3 đợt. Đợt 1 từ ngày 8 tháng 11 với học sinh khối 9 huyện Ba Vì, đợt 2 từ ngày 22 tháng 11 với học sinh khối 9 các huyện, thị xã còn lại, và đợt 3 từ ngày 6 tháng 12 với học sinh khối 12 và trên 30 huyện, quận, thị xã. Huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã giảm cấp độ dịch từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1 để đạt được kết quả trong việc kéo giảm số ca F0 trong cộng đồng cũng như là giảm số ca bệnh nặng. Huyện đã áp dụng nhiều biện pháp, trong đó có ứng dụng trên điện thoại về quản lý chăm sóc F0 tại nhà.
Mỗi ngày sau khi nhận được thông tin F0 báo qua điện thoại hoặc trên trang Hormone trực tuyến, các nhân viên y tế tại trạm sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã thị trấn xuống nhà của F0 để lấy thông tin, xét nghiệm, chăm sóc và phát thuốc. Sau đó khi về trạm, các nhân viên y tế chỉ cần nhập dữ liệu vào ứng dụng quản lý chăm sóc F0 tại nhà. Khi hệ thống đã xử lý thông tin, thì tại sở chỉ huy phòng chống dịch, các tình nguyện viên sẽ là những người theo dõi, chăm sóc các bệnh nhân từ xa. Việc có cái app này giúp cho chúng tôi thuận tiện hơn trong việc theo dõi bệnh nhân. Từ khi có cái app thì chúng tôi có thể liên hệ ngày mai, ngày mốt, hoặc bệnh nhân cũng có thể liên hệ ngược lại cho chúng tôi để khi nào bệnh nhân trở nặng thì chúng tôi xử trí kịp thời, giảm tải đi rất nhiều và rất là thuận tiện. Việc xử lý thông tin được tự động hóa và có nhiều tính năng như tự động xác định ca bệnh nặng, trung bình, nhẹ, cảnh báo chuyển viện, nhắc việc theo dõi, thăm khám hàng ngày. Về cái góc độ quản lý thì thay vào phần mềm này thì sẽ biết được cái tình trạng của bệnh nhân, thực hiện cái thăm hỏi đối bệnh nhân của các cán bộ chuyên môn như thế nào để mình trực tiếp chỉ đạo và có những cái chỉ đạo kịp thời để cho cái đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho người bệnh nhân. Kết quả là 10 ngày qua cái số ca mà nhập viện rất ít, sức khỏe của người dân được cũng cải thiện, số ca chuyển nặng thì không nhiều. Mà nếu mà có dấu hiệu chuyển nặng thì nó đều được phát hiện và được chuyển viện kịp thời, và quy động được cả một hệ thống vào tham gia hỗ trợ cho F0. Sắp tới hiện dự kiến sẽ mở rộng nhiều tính năng của ứng dụng như đội ngũ y bác sĩ tại các phòng khám và các nhóm bác sĩ đồng hành tình nguyện chăm sóc F0 và tư vấn sức khỏe sau điều trị. Người thân và bệnh nhân F0 có thể đánh giá việc chăm sóc bệnh của các bác sĩ, sổ theo dõi sức khỏe của người dân trên địa bàn huyện Hóc Môn. Chuyển sang phần tiêu điểm kinh tế. Thưa quý vị, năm 2021 là năm có những thách thức chưa từng có do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Tuy nhiên, thì ngành nông nghiệp đã nhanh chóng phục hồi, duy trì sản xuất và bứt phá để về đích sớm. Hiện giá trị kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đã vượt 1,5 tỷ USD so với chỉ tiêu chính phủ giao và có thể chạm mốc trên 47 tỷ USD trong cả năm nay. Đến thời điểm này, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã đạt hơn 13 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Công khai thông tin về cái cấp độ dịch bệnh, và khi mà chúng ta biết được cái diễn tiến của dịch bệnh thì chúng ta cũng có thể tự lập kế hoạch, và sau đó thì khi mà tự lập kế hoạch rồi thì có thể là thông báo cái kế hoạch đó cho khách hàng. Cho nên cái lời hứa giữa doanh nghiệp và khách hàng nó có một cái cơ sở. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong khi xuất khẩu tháng 8, 9 chững lại do COVID-19, thì tháng 11 và 12, mỗi tháng kim ngạch xuất khẩu đã đạt từ 3,5 tới 4 tỷ đô la Mỹ. Lũy kế 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 43,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu hầu hết các mặt hàng đều tăng, điển hình như giá hồ tiêu tăng tới 55%, giá cà phê, cao su, gạo lần lượt tăng ở mức gần 11%, 26% và 6,5%. Cái nguyên nhân cơ bản nhất phải nói đến cái nghị quyết 128 của chính phủ. Khi nghị quyết ra đời thì đã mở ra cho doanh nghiệp vừa chống dịch vừa chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là xuất khẩu hàng hóa nông sản. Chính vì thế mà 3 tháng bị giãn cách đã được các doanh nghiệp tăng tốc để lấy lại ở trong 3 tháng cuối năm. Công ty cũng đã có những cái chính sách hỗ trợ cho các cái đối tác về cái vấn đề vận chuyển, để vận chuyển mủ xuống xuất khẩu làm sao nó kịp thời. Xuất khẩu 40-50% là theo thị trường Trung Quốc, còn 50-60% là thị trường Nhật, Ấn Độ, Singapore, rồi thì Mỹ, châu Âu. Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục là 4 khách hàng lớn của nông sản Việt Nam. Trong đó thị trường Mỹ là lớn nhất khi chiếm tới gần 28% tổng kim ngạch. Tuy nhiên, kết quả xuất khẩu nông sản năm nay cũng cho thấy thặng dư thương mại đã giảm hơn một nửa so với năm ngoái do giá nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị, bao bì tăng cao. Ngành nông nghiệp tiếp tục đứng trước ba biến động, đó là biến đổi khí hậu, biến động thị trường và sự dịch chuyển xu hướng tiêu dùng. Trong những thời điểm kinh tế khó khăn thì nông nghiệp luôn là ngành có mức tăng trưởng dương. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, một nghịch lý lâu nay là tăng trưởng nông nghiệp không song hành với thu nhập của nông dân. Bởi vậy, nông nghiệp giai đoạn tới cần lấy giá trị gia tăng làm mục tiêu chứ không phải sản lượng. Một ngành hàng nào đó tăng trưởng
Nhưng mà chi phí đầu vào của ngành hàng đó nó lại tăng hơn cái mức tốc độ tăng trưởng. Rõ ràng như vậy thì cái thu nhập của người nông dân hay là cái giá trị gia tăng nó không đồng hành với cái tăng trưởng đó. Là đây là vấn đề mà cái chiến lược nông nghiệp phát triển nông thôn phải giải quyết. Tức là làm sao chúng ta phải, cái hai cái đó nó phải đi song hành với nhau thì chúng ta mới mang lại, hay cái dùng cái từ vậy gọi là cái thành tựu kép đó, tức là vừa tăng trưởng nhưng mà cái tăng trưởng đó nó phân bổ, nó cũng đồng đều với những người mà tạo ra cái tăng trưởng đó. Theo các chuyên gia, cơ hội cho ngành nông nghiệp trong năm 2022 là rất lớn khi Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng nông sản. Thương mại tự do không có nghĩa là tự do hoàn toàn, có nghĩa là để đạt được cái thuế 0% đó thì hàng hóa của chúng ta phải đáp ứng rất là nhiều tiêu chuẩn khắt khe, đặc biệt là các tiêu chuẩn ngặt nghèo về quy tắc xuất xứ, các cái biện pháp kiểm dịch động thực vật và phải vượt qua được các hàng rào kỹ thuật trong thương mại mà nước nhập khẩu có thể đặt ra. Đây là một cái xu thế chung, có nghĩa là thuế càng giảm thì các cái biện pháp kiểm dịch động thực vật hay các cái hàng rào kỹ thuật trong thương mại sẽ càng tăng. 120 tổ chức doanh nghiệp liên kết đổi mới sáng tạo hướng tới phát triển nông nghiệp xanh sẽ là động lực mới cho nông nghiệp. Bên cạnh đó, Việt Nam cần phải tiếp tục triển khai những nhiệm vụ cấp bách để gỡ thẻ vàng và đặc biệt là triển khai hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng nhằm ngăn chặn chống lại khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Cũng để đảm bảo năng lực sản xuất hàng hóa cung ứng cho thị trường cuối năm, nhiều doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc đẩy mạnh sản xuất, có những ngành đạt đến 80% công suất. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, để tránh bị rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động khi công nhân bất ngờ trở thành F0, F1, các doanh nghiệp đã bố trí làm việc luân phiên và thậm chí là thành lập cả những đội phản ứng nhanh. Dây chuyền sản xuất bánh hiện đại là giải pháp quan trọng của doanh nghiệp ngay khi tổ chức lại hoạt động sản xuất, có thể thay thế đến 70% sức lao động. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng bố trí người lao động làm việc giãn cách, xét nghiệm COVID-19 định kỳ hàng tuần và bố trí khu nhà trọ riêng biệt giúp người lao động an tâm sản xuất. Nếu mà trường hợp bất đắc dĩ xảy ra thì mình cũng có đội phản ứng nhanh để mà theo dõi cái vùng sản xuất, rồi đặc biệt là có sức khỏe mới làm được. Thành ra là mình theo dõi sức khỏe rất là chặt chẽ. Hiện nay phần lớn các doanh nghiệp ở nhiều ngành nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động trở lại để hoàn thành các đơn hàng cuối năm. Riêng ngành chế biến lương thực thực phẩm, 100% doanh nghiệp đã khôi phục với khoảng 80% công suất, sức mua của thị trường cũng dần tăng trở lại. Tháng 10 tổng bán buôn bán lẻ của thành phố là 43.000 tỷ, thì tháng 11 chúng tôi đã gia tăng trên 55.000 tỷ. Đây là một cái tín hiệu tích cực mà giúp cho cái sức mua của thị trường nó khởi động trở lại và là nền tảng để các cái doanh nghiệp chuẩn bị cho cái lượng hàng Tết phục vụ cho người dân, cũng như là cái mùa sản xuất năm 2022. Việc mỗi doanh nghiệp linh hoạt trong chiến lược tối ưu hóa mọi khâu sản xuất, đặc biệt là sớm tính toán giải pháp hiện đại hóa công nghệ, đã giúp các doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng với nhịp sản xuất bình thường mới. Xin được chuyển sang phần điểm báo trong nước và quốc tế 24 giờ qua. Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các chuyên gia và nhà quản lý nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, duy trì hoạt động kinh tế. Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong một cuộc phỏng vấn với The Korea Herald. Những nỗ lực này bao gồm việc ưu tiên tiêm phòng cho công nhân tại các khu công nghiệp và nhà máy của Hàn Quốc, đảm bảo các biện pháp ngăn chặn đại dịch, ngăn chặn sự gián đoạn chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Hàn Quốc, cung cấp các ưu đãi về thuế và kịp thời tháo gỡ những trở ngại và khó khăn mới nổi. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với hơn 9.100 dự án với tổng vốn đăng ký là 72,3 tỷ đô la Mỹ. Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều là 65 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Bất chấp đại dịch khó lường, quy mô giá trị thị trường mua bán và sáp nhập M&A của Việt Nam vẫn đạt 8,8 tỷ đô la Mỹ trong 10 tháng năm 2021, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Thông tin được đăng tải trên Vietnam Plus, điều này cho thấy thị trường M&A Việt Nam vẫn là thị trường hấp dẫn và các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước vẫn đặt niềm tin vào nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cũng như là các giải pháp phòng chống dịch bệnh quyết liệt, linh hoạt của chính phủ. Tính đến cuối tháng 11 năm
năm 2021, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 26,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó đầu tư thông qua góp vốn mua cổ phần đạt gần 4,4 tỷ đô la Mỹ. Món phở của Việt Nam đã được vinh danh trên Google thông qua ảnh động Doodle, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin. Doodle phở sẽ khiến bạn nuốt nước bọt nếu bạn thích những món súp, đặc biệt là phở, một món ăn truyền thống và rất nổi tiếng của Việt Nam. 12 tháng 12 được chọn là ngày chính thức để kỷ niệm phở của Việt Nam, để tôn vinh kho tàng ẩm thực và sự hòa quyện văn hóa. Nếu ấn vào hình tượng trưng của phở trên Doodle, bạn sẽ thấy kết quả tìm kiếm cho từ phở, qua đó sẽ hiểu hơn về món ăn và nền ẩm thực phong phú của Việt Nam. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin: đảm bảo quyền con người là điểm nhấn trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của Việt Nam. Lễ hội đua ngựa truyền thống độc đáo của Bắc Hà trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Xin được tiếp tục những thông tin thời sự. Đảm bảo quyền con người là điểm nhấn trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của Việt Nam. Trong giai đoạn 5 năm từ nay cho đến năm 2025 sẽ tập trung đảm bảo quyền an sinh xã hội của người nghèo. Cơ sở để phân loại đối tượng hộ nghèo là chỉ số việc làm gắn với thu nhập. Và quan trọng, người dân không chỉ thoát nghèo mà còn được tiếp tục hỗ trợ để không tái nghèo. Sáng đi sớm hơn và tối về muộn hơn là điều dân bản Trung Hương cảm nhận từ khi ông Bay thoát nghèo. Từ một đôi trâu được nhà nước hỗ trợ, giờ nhà ông đã có đàn trâu 8 con. Ngoài vườn chè cho thu nhập mỗi năm 80 triệu, ông vay thêm vốn để phát triển chăn nuôi. Chính phủ với ngân hàng chính sách xã hội ấy, có chủ trương ra là cho vay tiếp cái vốn chăn nuôi sản xuất đấy, trồng rừng nữa. Và khi đó là cùng thấy mừng lên. Giúp được người dân là thoát được nghèo. Cụ thể nhất á, thì là cái điện đường Trường Trạm này, về nhất là con đường đi vào các khu kinh tế để phát triển sản xuất. Ở xã biên giới Tam Quang, trang trại vườn rừng kết hợp với chăn nuôi của ông Hùng là mô hình được nhiều bà con học tập. 3 năm trước mới thoát nghèo, rồi được vay 50 triệu đồng. Vợ chồng ông bỏ bản lên đây làm trang trại và mỗi năm thu nhập gần 200 triệu đồng. Từ khi tôi làm cái chương trình này thì nói chung cuộc sống với gia đình coi như là hẳn phát triển hơn coi như là hồi trước, thì đời sống hàng ngày nuôi được coi như là con ăn học. Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân 4% năm, ở các huyện nghèo giảm bình quân 5,4% một năm. Việt Nam đã áp dụng cách tiếp cận nghèo đa chiều và việc thêm chiều cạnh việc làm rất quan trọng trong thời điểm hiện tại. Khi sinh kế bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nhiều người phải thay đổi và tìm việc làm mới. Phát triển sản xuất theo cái thị trường thì đấy là những cái mà nó tạo ra cái động lực để phát triển, đưa cái vùng nghèo và cái người nghèo có thể thoát nghèo. Ở nơi nghèo nhất của tỉnh Nghệ An 3 năm qua đã có hơn 600 hộ gia đình chủ động xin thoát nghèo. Người đã thoát nghèo đều không muốn tái nghèo. Không chỉ là danh dự mà còn khẳng định con đường mình đi là đúng. Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch đón khách du lịch quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine. Trước mắt ưu tiên đón khách đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có tỷ lệ tiêm chủng cao và đã có đường bay quốc tế đến Việt Nam, đến Huế. Từ cuối tháng này đến đầu tháng sau, thí điểm đón khách theo các chương trình du lịch chọn gói khép kín thông qua hình thức tổ chức chuyến bay thuê nguyên chuyến đến Huế. Từ đầu quý 1 năm sau sẽ thêm 2 hình thức đón du khách theo các chương trình du lịch chọn gói kết nối giữa Thừa Thiên Huế và các địa phương đã được chấp thuận đón khách quốc tế và đón khách bằng đường tàu biển theo chương trình tour khép kín.
Tại tỉnh Lào Cai, lễ hội đua ngựa truyền thống Bắc Hà đã chính thức trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ lễ hội mùa đông Bắc Hà vừa bế mạc vào ngày hôm qua ngày 12 tháng 12. Lễ hội đua ngựa truyền thống là một trong những lễ hội độc đáo của Bắc Hà. Nài ngựa là những người nông dân và ngựa đua chính là những con ngựa thổ hàng giúp cho người dân mưu sinh hàng ngày. Lễ hội là một điểm nhấn đặc sắc hàng năm của bà con các dân tộc nơi đây. Theo lịch sử, giải đua ngựa Bắc Hà thường được tổ chức vào mùa xuân với quy mô toàn vùng. Năm 2007, giải đua này đã được khôi phục trở lại. Từ đó đến nay, giải đã trở thành lễ hội thường niên của huyện Bắc Hà, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân cũng như du khách thập phương, góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa thể thao đặc sắc của đồng bào dân tộc nơi đây. Qua các cổng thương mại điện tử của tỉnh thì mình thấy lễ hội đua ngựa của Bắc Hà cộng với lễ hội hoa hồng và rượu vang, mình rất là hào hức và tối hôm qua mình lái xe xuyên đêm để lên với Bắc Hà. Đua ngựa nằm trong chuỗi sự kiện của lễ hội mùa đông. Đây là năm thứ hai được tổ chức nhằm hình thành và làm phong phú hơn các sản phẩm du lịch, giữ gìn, khai thác, bảo tồn văn hóa và phát triển các môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc các xã, thị trấn. Đến đây tôi thấy là thực hiện rất tốt những cái quy định phòng chống dịch và đón khách một cách an toàn. Nên là chúng tôi cũng yên tâm sống chung trong mùa dịch mà vẫn đảm bảo được phát triển kinh tế, phát triển những cái nét đẹp của vùng miền. Cũng trong dịp này, lễ hội đua ngựa và trang trí hoa văn trên trang phục người Mông Hoa Bắc Hà chính thức đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cùng với đó là nhiều hoạt động văn hóa phong phú khác. Lễ hội mùa đông Bắc Hà diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12. Tin về cơn bão trên Biển Đông, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động tại khu vực phía Tây Thái Bình Dương và có khả năng đi vào Biển Đông. Dự báo trong ngày 13 tháng 12, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão. Khoảng thứ 5, thứ 6 tới, bão sẽ đi vào vùng biển phía Nam Biển Đông với cường độ khá mạnh, ảnh hưởng đến khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa. Khoảng Chủ nhật và thứ 2 tuần sau, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước và thế giới. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go về điện thoại từ kho ứng dụng App Store hoặc Google Play. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.